Xin hân hạnh giới thiệu bột nêm Marcel sản xuất tại Úc, một sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, chiết xuất từ rau củ quả, đặc biệt không gluten, không bột ngọt, không đường hóa học. Một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt cho các cụ ông cụ bà. Sản phẩm được bán rộng rãi tại các siêu thị người Việt với hai kích cỡ, độc quyền cho cộng đồng người Việt là 800g và 250g. Chúng tôi đang cần đại lý từ khắp nơi trên nước Úc. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 0452 067 535. Nước là một thành phần vô cùng quan trọng trong cơ thể con người, giúp duy trì sức khỏe của mỗi người. Và để thay đổi nguồn nước, Vietfay TV xin giới thiệu máy lọc nước điện giải Kangen, một sản phẩm tuyệt vời từ Nhật Bản nhằm giúp tăng cường sức khỏe, cân bằng trạng thái cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa, gia tăng tuổi thọ, hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa, cũng như giúp đường ruột sạch hơn và hoạt động tốt hơn. Ngoài ra còn giúp phòng chống những bệnh ngoài da, viêm nhiễm và vẩy nến. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc anh Hòa Võ qua số điện thoại 0402 027777. Đình Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, chỉ số thất nghiệp được loan báo ngày hôm qua là 3.5%, được coi như là một tin tích cực, nhưng lại có thể tạo áp lực đối với ngân hàng chữ kim trong việc gia tăng lãi suất. Trong khi đó, thì chính phủ đang kêu gọi nước Úc cần phát triển khả năng khai thác đất hiếm để không còn phụ thuộc vào Trung Quốc. Về phương diện sinh hoạt các tiểu bang, chính phủ New South Wales duyệt xét chi phí xây dựng hạ tầng cơ sở. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay, thứ Sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Vietface TV. Sinh hoạt kinh tế, chỉ số thất nghiệp duy trì ở mức 3.5% trong tháng 3 năm 2023. Hôm qua, Tổng nhà thống kê ABS đã phổ biến dữ liệu hàng tháng về nhân dụng và chỉ số thất nghiệp trong tháng 3 năm 2023 vẫn ở mức 3.5%. Kết quả tốt đẹp này nhờ vào việc có thêm 53.000 công ăn việc làm được tạo ra. Cũng đáng chú ý là sự tham dự vào thị trường nhân dụng của phụ nữ đều đã lên mức kỷ lục. Trong khi đó, thì số giờ làm việc bị giảm, tức là underemployment, và tình trạng khiếm dụng lại gia tăng. 3.5% là chỉ số thất nghiệp thấp nhất trong vòng 50 năm, và tuy đây là một diễn tiến tích cực trong lĩnh vực nhân dụng, nhưng các kinh tế gia tin rằng tình trạng nhân dụng tốt đẹp này có thể tạo nên áp lực đối với ngân hàng chữ kim RBA. Tính trên căn bản tham dự vào thị trường lao động, thì mức độ tham dự đã tăng lên được 0.1% lên mức 64.4%. Trong khi đó, thì số người có công ăn việc làm hoặc đang tìm kiếm công ăn việc làm vẫn duy trì ở mức 66.7%. Điều này có nghĩa là trong số 100 người ở tuổi làm việc thì có 66.7 người đang có công ăn việc làm hoặc đang tìm việc làm. Tuy vậy, so với tháng 2 thì tổng số giờ làm việc bị giảm đôi chút và tình trạng khiếm dụng gia tăng chút ít ở mức 6.2%. Tình trạng khiếm dụng này có nghĩa là người có công ăn việc làm ít giờ muốn có nhiều giờ hơn. Dữ liệu của ABS cho thấy rằng thị trường lao động có vẻ như vẫn còn thích hợp cho những người tìm việc. Một cách cụ thể là cho mỗi chỗ trống trong công ăn việc làm thì có 3 người xin việc. Trong khi đó thì những người xin việc có triển vọng tốt hơn trong lĩnh vực hầm mỏ, dịch vụ, chính phủ và sinh hoạt bán lẻ. Trong lĩnh vực quảng cáo công ăn việc làm thì ngành dầu khí và hầm mỏ tăng 75%. Trong lĩnh vực hành chánh tăng 42%, bệnh viện và chăm sóc sức khỏe tăng 36%. Giáo dục tăng 35% và sinh hoạt bán lẻ tăng 34%. Đối với phụ nữ thì có thêm 81.000 trong vòng 2 tháng qua và chỉ số phụ nữ tham dự vào sinh hoạt lao động cũng tăng lên mức cao lịch sử là 62.5%. Một kinh tế gia của công ty BIS Oxford Economics tin rằng với tình trạng nhân dụng tương đối tốt đẹp hiện nay thì ngân hàng chữ kim RBA có thể sẽ bị áp lực gia tăng lãi suất trong tháng 5 năm 2023. Sinh hoạt kinh tế, thị trường chứng khoán Úc rớt giá vì chỉ số thất nghiệp thấp có thể dẫn đến lãi suất cao. Ngay sau khi dữ liệu thống kê về nhân dụng được công bố, thì thị trường chứng khoán Úc Châu lập tức bị rớt giá. Sự kiện này có vẻ nghịch lý vì tại sao chỉ số thất nghiệp thấp lại có ảnh hưởng tiêu cực trong sinh hoạt tài chính? Chỉ số O Ordinary và chỉ số ASX 200 đều giảm 0.3%. Lý do của tình trạng có thể gọi là nghịch lý này
là việc các nhà đầu tư lo ngại mức độ thất nghiệp thấp nhất lịch sử trong 50 năm tạo ra áp lực đối với ngân hàng chữ kim trong vấn đề gia tăng lãi suất. Các cổ phiếu trong lĩnh vực tài chính giảm 0.3%, trong lĩnh vực hầm mỏ giảm 0.6%, trong khi đó cổ phiếu của những đại công ty như Rio Tinto và BHP đã giảm nặng từ 0.7% đến 1.8%. Trong khi đó thì cổ phiếu trong lĩnh vực năng lượng lại gia tăng. Sinh hoạt kinh tế, chỉ số thất nghiệp thấp. Ngân hàng chữ kim RBA bị áp lực. Theo dữ liệu thống kê vừa được phổ biến ngày hôm qua, thì chỉ số thất nghiệp tại Úc vẫn tiếp tục ở mức 3.5% nhờ vào sự kiện có 53.000 công ăn việc làm được tạo ra. Tuy vậy, các giới đầu tư cũng như các chuyên gia tin rằng tình trạng nhân dụng tốt đẹp này sẽ tạo áp lực đối với ngân hàng chữ kim RBA, và do đó một số chuyên gia tin rằng có nhiều xác suất hơn là ngân hàng chữ kim có thể bắt đầu gia tăng lãi suất trong phiên họp vào đầu tháng 5 sắp tới. Kinh tế gia của công ty Asia Pacific Column Pickering nói rằng dữ liệu thất nghiệp có thể tạo nên lòng tin tưởng của ngân hàng chữ kim là nền kinh tế Úc Châu vẫn có thể vận hành, trong khi ngân hàng chữ kim gia tăng lãi suất với mục đích kiểm soát lạm phát. Ông Pickering cũng dự phóng rằng trong ngắn hạn có thể chỉ số thất nghiệp sẽ không tăng, lý do là vì thị trường vẫn đang cần nhân công, công việc trống và được quảng cáo ở mức cao hơn của thời kỳ tiền đại dịch. Một số chuyên gia khác thì tin rằng ngân hàng chữ kim đang chờ đợi một thị trường lao động mềm cho năm 2023, trong khi lãi suất gia tăng làm giảm nhu cầu và có thể dẫn đến tình trạng thất nghiệp cao hơn để lương bổng và lạm phát không còn bị nhiều áp lực. Ba trong số tứ trụ ngân hàng nghĩ rằng lãi suất sẽ gia tăng có thể là vào đầu tháng 5. Trong khi đó thì ngân hàng NAB thay đổi dự phóng trước kia và nay tin rằng lãi suất đã đến điểm đỉnh là 3.6%. Hay nói khác hơn là ngân hàng chữ kim sẽ không gia tăng lãi suất vào đầu tháng 5 sắp tới. Sinh hoạt kinh tế, nước Úc phải vượt sóng trong bối cảnh toàn cầu u ám, theo Bộ trưởng Jim Chalmers. Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers, Tổng thư ký Bộ Ngân khố ông Stephen Kennedy và Thống đốc Ngân hàng chữ kim tiến sĩ Philip Lowe đang có mặt tại Washington DC để tham dự cấp Bộ trưởng Tài chính của nhóm G20. Hội nghị của Quỹ tiền tệ thế giới IMF và Ngân hàng Thế giới The World Bank. Đây cũng là cơ hội tốt để các nhà lãnh đạo kinh tế tài chính của Úc thảo luận với các người đồng nhiệm và quan sát tình trạng kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh này, thì Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers nói rằng người Úc chúng ta phải trí bền dạ sáng trong bối cảnh có nhiều sóng gió mà các giới chuyên gia dự phóng là sẽ phát triển ở mức rất thấp so với 3 thập niên trước đây. Như Vietface TV đã loan ngày hôm qua, Quỹ tiền tệ thế giới IMF đánh giá thị trường nhà cửa tại Úc đang có rủi ro bị sụp đổ bởi lý do những người mang nợ thế chấp không thể trả nợ được. Và trong số 6 nước đã phát triển có nguy cơ rơi vào tình trạng này thì nước Úc đứng hàng thứ nhì trên thế giới chỉ sau Canada. Tất nhiên các cuộc trao đổi quan điểm giữa các bộ trưởng và chuyên gia kinh tế tài chính có thể hữu ích cho chính phủ Albanese hoàn tất tiến trình soạn thảo ngân sách sẽ được phổ biến vào ngày thứ Ba 9 tháng 5 sắp tới. Mặc dù viễn ảnh kinh tế u ám toàn cầu, nhưng Bộ trưởng Jim Chalmers vẫn lạc quan đối với tương lai của nền kinh tế Úc Châu, mặc dù chúng ta sẽ phải trải qua nhiều khó khăn trước mắt. Trong cuộc họp báo bên ngoài Tòa Bạch Ốc, ông Jim Chalmers nói rằng nước Úc sẽ không thể hoàn toàn tránh được hậu quả kinh tế của thế giới và tin rằng nước Úc đang ở vị thế tốt đẹp hơn để đối phó với tình trạng bất định này. Ông Chalmers cũng nói rằng chỉ số lạm phát tại Úc có thể cao hơn trong một thời gian lâu hơn là chúng ta chờ đợi, nhưng đây cũng là một vấn đề chung của nền kinh tế toàn cầu. Kết luận của Bộ trưởng Jim Chalmers là chúng ta có vững niềm tin, nhưng sẽ không ỷ lại về tương lai của nền kinh tế nước Úc. Khủng hoảng năng lượng, làm sao trách được trả giá cao? Trong ngân sách đầu tiên của chính phủ Albanese được phổ biến hồi tháng 10 năm 2022, thì dự phóng lúc bấy giờ là giá cả điện và khí đốt sẽ gia tăng khoảng 20% trong năm nay và năm tới. Khủng hoảng năng lượng là một điều chúng ta không thể tránh được. Theo tạp chí Choice, thì chúng ta vẫn có thể tiết kiệm được nếu chúng ta chọn những thiết bị có thể kéo dài việc sử dụng và không dùng phí điện năng. Tạp chí Choice đã đưa ra 3 phương án giúp chúng ta tiết kiệm được. Thứ nhất là chúng ta nghiên cứu thị trường để chọn những thiết bị có hiệu quả cao. Điều này dễ hiểu khi chúng ta nhìn vào bản tổng sắp với nhiều ngôi sao. Thông thường thì bản tổng sắp theo ngôi sao này có 6 hoặc 10, và vật dụng nào có càng cao các ngôi sao thì vật dụng ấy có khả năng sinh hoạt lâu dài và hữu hiệu.
Thí dụ cụ thể là trong các tủ lạnh của gia đình đều có đánh giá mức độ hữu hiệu bằng những số sao. Điểm thứ hai là chúng ta phải cẩn thận cứu xét các lời xác quyết về công nghiệp xanh. Trên thị trường vẫn có nhiều vật dụng được coi là phù hợp với những tiêu chuẩn xanh để giảm mức độ ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên không phải tất cả những lời xác quyết này đều đúng so với thực tế. Đối với những vật dụng nào mà nhà sản xuất xác quyết là hoàn toàn không gây ra khí thải nhà kính thì chúng ta cần phải thận trọng. Và sau cùng, phương án thứ ba là chúng ta bảo trì thiết bị một cách cẩn thận và nhất là sử dụng đúng cách theo chỉ dẫn của nhà sản xuất để thời gian sử dụng có thể được kéo dài. Cụ thể là những phương tiện như máy rửa chén hoặc máy giặt thì chúng ta phải sử dụng đúng cách để chúng có thể được xài lâu. An ninh quốc phòng. Úc gia tăng sản xuất đất hiếm để giảm tùy thuộc vào Trung Quốc. Đất hiếm là một nguyên liệu chiến lược cần thiết trong việc chế tạo hỏa tiễn, phi cơ đến các vật dụng thường ngày như điện thoại di động và xe hơi. Hiện nay Trung Quốc sản xuất và kiểm soát thị trường đất hiếm trên 90%, mặc dù Trung Quốc không phải là nước duy nhất có trữ lượng cao đất hiếm. Hoa Kỳ và Úc Châu có trữ lượng đáng kể về đất hiếm, nhưng việc khai thác đất hiếm tại Mỹ và tại Úc rất tốn kém vì lý do bảo vệ môi trường cũng như chi phí lương bổng cho công nhân. Hôm qua tại Darwin, Bộ trưởng Tài nguyên bà Madeleine King nói rằng nước Úc cần phát triển khả năng khai thác đất hiếm để không còn phụ thuộc vào thị trường mà Trung Quốc đang nắm quyền kiểm soát, từ lĩnh vực năng lượng sạch đến công nghệ quốc phòng. Trung Quốc đang đóng vai trò độc chiếm và đó có thể là một mối đe dọa chiến lược đối với Úc Châu. Tại một buổi họp do Viện Nghiên cứu Chiến lược gọi tắt là ISP, Bộ trưởng Madeleine King nói rằng chúng ta cần phải hợp tác với những đối tác có cùng quan tâm để xây dựng một chuỗi cung ứng có thể dẻo dai và bền vững để đối trọng với Trung Quốc. Bộ trưởng Madeleine King đã có xác quyết nói trên trước khi chính phủ liên bang phổ biến một chiến lược để đối phó với Trung Quốc trong vấn đề cung ứng đất hiếm. Với vị thế hầu như độc tôn trên thị trường thế giới, Trung Quốc đã từng có lần sử dụng vị thế độc tôn này để đe dọa các nước khác. Chẳng hạn như hồi năm 2010, khi bang giao song phương giữa Bắc Kinh và Tokyo bị căng thẳng, thì Trung Quốc đã ngăn cản việc xuất khẩu đất hiếm đến Nhật Bản, và hành động này đã bị cả thế giới phản đối, nên sau đó việc cấm vận của Bắc Kinh đã bị bãi bỏ. Hiện nay tại Úc có hai cơ sở khai thác đất hiếm, đó là công ty Linnex và công ty Iluka Resources. Vòng quanh các tiểu bang, New South Wales, chính phủ lao động Chris Minns duyệt xét ngân sách xây dựng hạ tầng. Hạ tầng cơ sở là một vấn đề tranh cử và chính phủ liên đảng đã đưa ra đề nghị gồm 4 kế hoạch. Nhưng trong 4 kế hoạch này, đảng lao động khi ở thế đối lập và trong thời gian tranh cử chỉ chọn 2 và tạm đình hoãn 2 kế hoạch khác tại vùng Tây và Tây Nam Sydney, là nơi có rất đông người Việt cư ngụ. Hai kế hoạch mà đảng lao động chọn thi hành là hệ thống metro nối liền trung tâm thành phố Sydney với vùng Tây Nam, mà tổn phí theo chính phủ tiền nhiệm là 18 tỷ 500 triệu đô la. Nay thì chính phủ lao động ước tính là tổn phí này sẽ gia tăng lên mức 20 tỷ 111 triệu đô la. Ngoài ra chính phủ Chris Minns cũng loan báo là chi phí cho đường Metro West Line này cũng sẽ gia tăng thêm 6 tỷ đô la. Vấn đề mà chính phủ Chris Minns nêu lên là chính phủ lao động phải tìm một ngân khoản 9 tỷ đô la để lấp vào khoảng trống tài chính này. Thủ hiến Chris Minns nói rằng ông không vạch lá tìm sâu để chỉ trích chính phủ tiền nhiệm. Nhưng thực tế là chính phủ lao động đang tìm kế hoạch để cứu vãn hai dự án này. Ông Chris Minns cũng đã loan báo thành lập một ủy ban cứu xét để tìm giải pháp cho vấn đề bội chi. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào 3 giờ chiều nay.